Lái một chiếc xe Mercedes giá trị hơn 2.000 tỷ đi mua sắm là cảm giác như thế nào? Khi bạn lái chiếc xe này xuất hiện, bạn chắc chắn là người con sáng nhất con phố này. Nói là một chiếc xe hơi, còn không bằng nói nó là tàu không gian. Lúc nó chạy giống như đang bay lướt trên đường, chiếc xe này là mẫu xe ý tưởng avatar hoàn toàn mới, được Mercedes và James Cameron hợp tác thiết kế. Từ khi phát triển đến khi hoàn thiện cả chiếc xe tiêu tốn đến hơn 2.000 tỷ, có lẽ qua vài năm nữa, xe mà chúng ta nhìn thấy trên đường đều sẽ thế này. Trên lốp xe có 7 dải ánh sáng rất cool, khi bạn sạc điện, đèn sẽ chạy liên tục trong suốt quá trình, khi bạn muốn chuyển phương hướng, đèn trên lốp xe sẽ tự động biến thành màu vàng, cảnh báo phương tiện phía sau. Không chỉ như thế, chiếc xe này cũng không sử dụng lốp xe hình tròn truyền thống, mà sử dụng lốp xe hình cầu, tất cả bánh xe của nó đều có thể quay khoảng 30 độ. Khi bạn cần, nó có thể lái ngang như cua, khi bạn có chiếc xe như này, không cần lo lắng không biết đỗ xe nữa. Mặt trước thân xe, một hàng đèn thở rất cool bao quanh logo xe, rất có cảm giác khoa học viễn tưởng, đi đến phần đuôi xe, có thể thấy rất nhiều vảy trên cửa đuôi. Messi gọi nó là cánh sinh học, chúng trông giống vảy trên người của các loài bò sát, có thể đóng vai trò phụ trợ khi xe đang chạy, cũng có thể dùng làm tấm năng lượng mặt trời, cung cấp năng lượng cho phần cứng của Neuromorphic. Khi bạn lái xe bình thường, vảy sẽ nâng lên, đồng thời phát ra ánh sáng màu xanh lam. Khi bạn đổi hướng, vảy sẽ nghiêng theo. Khi bạn quay xe, khi phanh xe, vảy sẽ nâng lên để tăng khả năng cản gió, hoạt động như một phanh khí. Ống xả ở đuôi xe cũng đã được loại bỏ, trên đó có hai màn hình siêu to. Khi bạn lái xe, sẽ có các dòng chuyển động bên trên, tốc độ lái xe càng nhanh, những đèn này sẽ chạy càng nhanh, trông thật sự rất giống khoa học viễn tưởng. Hơn nữa, nội thất xe cũng phá vỡ hoàn toàn thiết kế xe truyền thống. Khi bạn muốn mở cửa xe, bạn sẽ phát hiện không có tay nắm cửa trên xe. Nếu như không có ai nói cho bạn biết, chắc chắn bạn sẽ không tìm được công tắc của nó. Nó có một cái máy quét vân tay ẩn dưới bánh xe phía trước. Khi mở cửa xe, chỉ cần đặt tay lên hát, cửa xe sẽ tự động mở ra. Toàn bộ cửa xe áp dụng thiết kế của bươm bướm, sử dụng kính cường lực đặc chế, làm cho nó vừa nhẹ vừa cứng cáp. Khi bạn vào trong xe, còn đáng kinh ngạc hơn, chiếc xe này không có những thứ như vô lăng, cần số, áp dụng bố cục hai cửa, bốn ghế ngồi sử dụng da tự nhiên, ghế sau kéo dài ra phía trước tạo thành tựa đầu. Người ngồi bên trong xe sẽ có tư thế nửa nằm hát, ngồi trên đó giống hệt như ngồi trên ghế sofa lười. Sau khi mở chế độ chạy tự động, bạn có thể yên tâm vui chơi giải trí hoặc ngủ. Hơn nữa, rất nhiều vật liệu ở trong xe đều là đồ tái chế thứ cấp. Phần nhựa trong xe đều được làm từ rác trục vớt trên biển, sau khi phân giải, rất bảo vệ môi trường. Phía trước của nó là một màn hình siêu to, trên đó có thể phát bất kỳ video nào mà bạn thích. Việc điều khiển xe toàn bộ do cái cần điều khiển ở giữa này khống chế, ngoài có thể tiến lùi trái phải ra, còn có thể đi theo đường chéo, thật sự vô cùng sáng tạo. Chiếc xe này sử dụng pin hóa học tế bào hữu cơ dựa vào than trì, 15 phút là có thể sạc đầy điện, pin có thể chạy hơn 700 km so với xe chạy bằng nhiên liệu, bạn sẽ thích thiết kế này chứ? Tiếp theo, chúng ta sẽ vào trong xe, mở nó lên, cảm nhận cảm giác vui vẻ khi lái xe. Cách thức khởi động chiếc xe này cũng vô cùng ấn tượng. Thiết bị điều khiển này thay thế chức năng của chìa khóa xe. Khi xe khởi động, chỉ cần để tay lên trên, thông qua dấu vân tay và nhịp tim, xe có thể xác định được chính chủ. Sau đó hệ thống điện trong xe sẽ khởi động. Chủ xe chỉ cần nâng lòng tay lên, các biểu tượng chức năng trên xe sẽ được chiếu trên lòng bàn tay, di chuyển lòng bàn tay là có thể thay đổi chức năng, nắm tay lại là có thể mở chức năng. Hơn nữa, cần điều khiển này có thể giám sát trạng thái sức khỏe của người lái xe theo thời gian thực. Nếu như bạn uống rượu hoặc quá mệt mỏi, nó sẽ mở chế độ lái tự động, vì bánh xe áp dụng nguyên tắc lốp hình cầu, nên quỹ đạo chạy của chiếc xe này có thể tự do hơn. Khi bạn muốn quay đầu, chỉ cần xoay tròn cần điều khiển, xe sẽ mở chế độ xe tăng và hoàn thành quay đầu tại chỗ. Khi đỗ xe sang một bên, chỉ cần gạt cần điều khiển sang trái hoặc sang phải, xe có thể lái ngang vào thẳng chỗ đỗ xe. Hơn nữa, chiếc xe này có thể lái sang cả hai bên trái phải, thật sự vô cùng nhân hóa, rất khoa học viễn tưởng. Có lẽ 20-30 năm sau, chúng ta có thể lái chiếc xe như này chạy trên đường, chỉ là một chiếc xe như này, không biết lương tháng 10 triệu như tôi có mua nổi không?